Chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với kênh của Tân nha. Thì đầu video Tân chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hôm nay thì mời cả nhà theo mình thăm lò nha cả nhà. Thăm lò này cũng 5-6 ngày rồi. Tình hình thì tháng này đặt mất lợi quá cả nhà ơi. Mình có đem theo 5 cái nữa nè. Để dặm thêm. Chứ giờ mất quá mất. Giờ mời cả nhà theo chân mình đi thăm lò nha. Rồi, thành quả này là sao, nay nó tuần lợ không biết còn được 20 cái không nữa, mặt hết rồi. Đây cái đầu tiên bị khô lợ cái này, kêu lắc cái này, phi mấy ốc đi, cả nhà thấy không, còn có phi. Đúng không thể hình dung. Mắt xăng đặt lên đây nha. Wow. Tội nó lúng gần chết luôn. Với lại mắt lạ hết rồi. Thì mấy ông chích nha. Ông gặp nó lụm hết. Đây cái mắt nữa rồi. Mắt. Cái mắt nữa rồi cả nhà, dấu quậy, xuống vô. Xuống vô mắt lại. Bị băng chưa? Còn gì đâu? Banh chưa? Còn cái nào này? Này cái phi luôn này. Bắt cho luôn rồi cái này. Rồi cả nhà ơi. Đây là hai cái lò nữa. Đây cái này cả nhà. Đây cái nhé. Hai cái lò. Mấy ông này cũng dệt cỏ nè. Dệt cỏ mắc cá cả nhà. Mắc tiếp nha. Bây giờ ba cái rồi đó. Đây một cái nữa cả nhà. Bốn cái lần. Xong. Làm đó một cái nữa. Còn những cái đó. Mắc quá mắc cái này. Anh không biết còn hay mắc cái này. Cái dấu dẹt nữa còn. Còn nha. Trời ơi. Hai con cá là cuốn.
banh cái lào tôi luôn nè. Bắt giờ tôi nướng xả mày luôn quá. Có dấu cá lóc ra cả nhà. Gạch nè. Không giận. Tôi luôn. Giờ còn không? Mất rồi. Thôi cái này đặt mắc 3 cái rồi nha. Cái này nữa nè. Hết nói gì luôn. Hãy cái này đó đi. Đóng cái tim. Không được chơi. Bắt hết. Tôi lên cái này. Có gì không? Chơi hay. Chơi đằng trước đi. Nó chơi cái này. Nó chơi tấm ốc. Đây. Chơi này. Đặt lại luôn. Ui da. Anh nó cày đào quá. Gỡ mấy cái mới có clip đăng nha. Ôi bạn kia luôn. Ôi nhà ơi, nằm nè. Wow, có clip đăng nè. Nguyên cái bụi sai đi ta. Dòm lại cái nhà, dòm một cái lợi cho mình đặt nó. Trời ơi, mình dòm lại cái nhà. Dòm để đằng kia rồi. Mấy cái túi gỡ lại cả nhà. Như nó nằm nè. Một con.
Đêm về không được coi. Đây. Mờ quá rồi, đừng kiếm gì. Mình về tới nhà cả nhà ơi. Mắc lờ quá trời luôn. Được có hàng cá lóc. Hàng cá lóc, hàng cá chê. Đóng cá gô. Uống gì đâu, mắc như 7 cái lờ nữa. 7 cái. Khúc cuối mắt mình cũng không quay nữa cả nhà. Hai cá chê với hai cá lóc. Trời ơi, thiệt rồi. Mệt không chết luôn. Đóng cá gô luôn đó nha. Được hai cá chê, hai cá lóc à. Hai cá chê vàng, cá chê vàng không quá. Chê vàng, đang con đó. Mất 7 cái lờ nữa. Rồi clip mình dựng đây cả nhà ơi. Cả nhà thấy clip mình hay cho mình xin lượt ký kênh, lượt like cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều. Quá trời mắc lờ rồi. Mình lấy ốc về là ngày mai mình đi bẫy anh tí.